Thưa quý khán giả, sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chuyến thăm đồng chúc Tết bà con nông dân, các hợp tác xã, các đơn vị nhân dịp đầu năm mới Giáp thình 2024. Hợp tác xã Tiến Dũng ở xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ là nơi đoàn đến thăm đầu tiên. Hiện hợp tác xã có 27 thành viên và trên 100 thành viên liên kết với tổng diện tích sản xuất lúa trên 320 hectare. Năm nay toàn bộ diện tích ở đây sử dụng giống lúa đài thơm 8. Lúa đồng xuân năm nay trúng mùa trúng giá, năng suất ước đạt từ 8 đến 9,5 tấn một hecta, lợi nhuận đạt từ 45 đến 55 triệu một hecta. Điều đáng mừng là 100% diện tích sản xuất lúa của hợp tác xã tiếp tục được bao tiêu đầu ra. Đến thăm hợp tác xã nhãn Thái Thanh ở xã Thế Hưng, huyện Cờ Đỏ, hợp tác xã hiện có 140 hecta thanh nhãn. Nông sản của hợp tác xã gần đây được nhiều công ty thu mua, xuất khẩu các thị trường Mỹ, Nhật, Thái Lan hợp tác xã cũng đang từng bước chuyển sản xuất theo hướng hữu cơ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đoàn cũng đã đến thăm công ty trà mãn cầu Kim Nhiên. Nhiều năm nay công ty đã góp phần quan trọng trong giải quyết đầu ra cho nông sản của địa phương. Đặc biệt trong năm 2023, lần đầu tiên công ty đã xuất được 10 tấn trà mãn cầu sang thị trường Lào. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã thăm hỏi tình hình sản xuất và chúc Tết ban giám đốc nông trường sâu hậu. Mong tập thể ban giám đốc, cán bộ nhân viên công trường tiếp tục vượt qua khó khăn oh yeah, yeah. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao